Xin chào tất cả các anh chị học viên của lớp học lệnh thư quốc tịch Việt Solutions. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học form N400 những câu hỏi về cá nhân, information about yourself. Bài học số 2, lesson number 2. Mời các anh chị cùng theo dõi nha. Ngày hôm trước chúng ta đã học từ khi chúng ta được gọi tên cho đến khi chúng ta bắt đầu tuyên thệ, đúng không ạ? Tuyên thệ ở đây là tuyên thệ thề trước khi vào bài thi. Thì bây giờ sẽ là phần tiếp theo. Sau khi tuyên thệ và thề xong thì giám khảo có thể yêu cầu về những giấy tờ tùy thân của chúng ta. Identification, giấy tờ tùy thân. May I have your passport, green card and social security card? Làm ơn cho tôi xem hộ chiếu, thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội của bạn. May I have your passport, green card and social security card? Thì mình sẽ đưa cho giám khảo và mình nói một cách lịch sự là here you are ma'am hoặc here you are sir. Do you know why you're here today? Do you know why you're here today? Bạn có biết vì sao ngày hôm nay bạn đến đây hay không? Yes ma'am. Tôi có biết ạ. I'm here for my citizenship interview. Tôi có biết ạ, tôi đến đây để phỏng vấn nhập tịch. I'm here for my citizenship interview. I'm here for my citizenship interview. Nếu chữ citizenship hơi khó, nhiều anh chị không đọc được, thì chúng ta có thể chỉ cần phải đọc là I'm here for my interview. I'm here for my interview cũng được rồi. Why do you want to become a US citizen? Why do you want to become a US citizen? Tại sao bạn muốn trở thành công dân Mỹ? Thường câu trả lời của chúng ta trả lời I want to vote. I want to vote có nghĩa là tôi muốn được đi bầu. I want to vote, tôi muốn được đi bầu. Do you know when the next election is? Ở đây election này là muốn nói về presidential election. Có nghĩa là bạn có biết khi nào cái cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra hay không? Do you know when the next election is? Thì nó là vào tháng 11 năm 2020. It's November 2020. Is November 2020. Giám khảo có thể hỏi những câu hỏi tiếp theo về eligibility. Eligibility. Xin lỗi. Cái chữ mà mình in đậm đây, eligibility là gì? Là có nghĩa là bạn có đủ tiêu chuẩn để nộp đơn thi quốc tịch hay không? Eligibility, eligibility có nghĩa là đủ tiêu chuẩn để nộp đơn thi quốc tịch. Họ hỏi này, what is your immigration status? Đây là một chuyện rất là quan trọng, câu này rất là quan trọng. Câu này các anh chị cần phải ghi nhớ nha. What is your immigration status? What is your immigration status? Tình trạng di dân của bạn là gì? Ở đây có nghĩa là hỏi là bạn là thường trú nhân hay không đấy. I am a lawful permanent resident. I'm a lawful permanent resident. I'm a lawful permanent resident. Tôi là thường trú nhân hợp pháp tại đây. Câu này rất quan trọng nha các anh chị. Ghi nhớ giùm mình nha. What is your immigration status? I'm a lawful permanent resident. I'm a lawful permanent resident. Tôi là thường trú nhân hợp pháp ở đây. Are you eligible to become a US citizen? Chữ quan trọng chúng ta cần phải nghe là eligible. What are you eligible to become a US citizen? Bạn có đủ tiêu chuẩn để nạp đơn thi nhập tịch Mỹ hay chưa? Are you eligible to become a US citizen? Trả lời yes ma'am hoặc yes sir. Eligible, eligible, mình nghe nha, chữ eligible. Thì mình trả lời yes ma'am. Rồi, họ lại hỏi nè, explain how you are eligible to become a US citizen. Hoặc, what is your basis for your eligibility to become a US citizen? Giải thích tại sao bạn đủ tiêu chuẩn nạp đơn thi nhập tịch Mỹ. Cả hai câu này explain với là what is your basis đều có chữ eligible, mình nghe cho rõ chữ eligible. Explain how you are eligible hoặc what is the basis for your eligibility. Keyword là hai chữ đó, khi mình nghe được là mình biết họ hỏi và mình có đủ tiêu chuẩn để nạp đơn thi quốc tịch Mỹ hay chưa. Vậy mình đều biết là tiêu chuẩn để nạp đơn thi quốc tịch Mỹ là trên 18 tuổi và ở đây trên 5 năm.
Chỉ những trường hợp là những người kết hôn với vợ hoặc chồng là quốc tịch Mỹ trên 5 năm thì những người đó họ sẽ được nộp đơn thi quốc tịch khi họ đủ 3 năm kể từ ngày họ là thường trú nhân hợp pháp. Trả lời, I am over 18. Tôi trên 18 tuổi. I am over 18. I am over 18 and have lived here for more than 5 years. Và đã sống ở đây trên 5 năm and have lived here for more than 5 years. I'm over 18 and have lived here for more than 5 years. Ok, đó là phần eligible, eligibility. Mọi người nghe hai chữ keyword đó nha. Tiếp tục này, họ hỏi về tên tuổi của mình. Names. What is your full name? What is your full name? Full name. Một khi họ hỏi full name thì anh chị cần phải trả lời đầy đủ là first name, middle name and last name. Tên đầy đủ của mình gồm cả họ, cả tên, tên đệm và họ. First name, middle name and last name. Hoặc họ hỏi, what is your current legal name? What is your current legal name? Có nghĩa là tên đầy đủ hợp pháp hiện tại của bạn là gì? Thì mình trả lời là tên, first name, middle name and last name. Nếu họ yêu cầu spell your first name, hoặc spell your last name, hoặc spell your middle name, có nghĩa là mình cần phải đánh vần. Thì khi họ nói first name thì mình biết là mình đánh vần tên. Last name thì mình biết là mình phải đánh vần họ. Và middle name là mình biết là mình phải đánh vần tên đệm. Is the name on your green card the same as your legal name? Tên ở trên thẻ xanh cũng là tên hợp pháp của bạn đúng không? Is the name on your green card the same as your legal name? Tên trên thẻ xanh cũng là tên hợp pháp của bạn đúng không? Trả lời yes ma'am hoặc yes sir. Dạ, đúng ạ. Do you have any other names? Do you have any other names? Bạn có tên nào khác hay không? Hoặc người ta không dùng chữ other names mà người ta dùng chữ aliases. Thì mình nghe được aliases có nghĩa là other names, tên khác. Trả lời no ma'am hoặc no sir. Nếu như mình không có tên nào khác thì mình trả lời no ma'am hoặc no sir. Do you want to change your name? Bạn có muốn đổi tên hay không? Thường mọi người trả lời tùy theo cái mình có muốn đổi tên hay không, mình trả lời yes hoặc no. Do you want to change your name? Bạn có muốn đổi tên hay không? Yes ma'am hoặc no ma'am, tùy nha. Tiếp tục họ hỏi những thông tin về green card. What is your social security number? Họ hỏi là số an sinh xã hội của bạn là gì, thì bạn cần phải đọc ra. What is your date of birth? Ngày sinh của bạn, mình nghe này, date of birth. What is your date of birth? Ngày sinh của bạn. Thì bạn sẽ đọc ngày sinh của bạn, đọc theo kiểu của Mỹ là tháng trước, ngày, rồi tới ngày và cuối cùng là tới năm. Tháng, ngày và năm. What is your date of permanent resident? What is your date of permanent resident? Có nghĩa là ngày mà bạn có thẻ xanh là ngày nào? What is your date of permanent resident? Ngày mà bạn có thẻ xanh là ngày nào? Thì bạn sẽ nhìn thấy trên thẻ xanh của bạn cái dòng mà họ ghi là resident since, tức là mình là thường trú nhân kể từ ngày nào, là cái ngày đấy đó. Thì các bạn sẽ đọc ngày đó. Hoặc người ta hỏi là when did you become a lawful permanent resident? Câu này cùng có câu trả lời với câu hỏi trên. When did you become a lawful permanent resident? Cũng là ngày nào mà bạn có thẻ xanh. Cùng với cái câu, cùng câu trả lời với câu hỏi là what is your date of permanent resident? When did you become a lawful permanent resident? Ngày nào bạn có thẻ xanh? Hoặc người ta hỏi when did you come to the US? Ngày nào bạn đến nước Mỹ? Thì tùy thuộc vào ngày nào mình đến nước Mỹ thì mình trả lời when did you come to the US? Ngày nào bạn đến nước Mỹ? Where was your port of entry? Bạn đến cảng nào đầu tiên? Where was your port of entry? Bạn đến cảng nào đầu tiên? Tức là khi mình từ Việt Nam đi sang đây thì nước nơi nào, cảng nào của nước Mỹ mà mình check in đầu tiên là nơi đó gọi là port of entry. Ví dụ, thường thường những người ở Louisiana mình thì sẽ transit ở Dallas hoặc Houston, thì mình sẽ trả lời là my port of entry is Dallas hoặc my port of entry is Houston.
Nếu như không đọc được chữ port of entry, chỉ cần trả lời là Dallas, Houston. Vậy thôi, không cần phải nói port of entry. How did you come to the US? Bằng cách nào mà bạn đến được Mỹ? How did you come to the US? Thì mình có thể nói là người nào đó đã bảo lãnh cho mình. Cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc vợ chồng. My mother, hoặc my father, hoặc my brother, hoặc my spouse sponsor me. Sponsor, cái chữ sponsor là có nghĩa là bảo lãnh. My mother, hoặc my father, hoặc my brother, hoặc my spouse sponsor me. Spouse có nghĩa là vợ hoặc chồng. Spouse là vợ hoặc chồng. Sponsor là bảo lãnh. Nếu như họ không hỏi how did you come to the US, họ hỏi who was the sponsor hoặc who was the petitioner for you to come to the US. Họ hỏi đích danh người nào là người bảo lãnh bạn sang đây. Who was the sponsor hoặc who was the petitioner for you to come to the US? Người nào là người bảo lãnh bạn sang đây? Thì lúc này bạn sẽ nói ra ví dụ như vợ chồng của mình, my husband, hoặc my wife, hoặc my mother, hoặc my father, hoặc my brother, hoặc my sister. Tùy người nào đã bảo lãnh cho bạn nha. Vậy mình nghe chữ quan trọng là chữ sponsor và chữ petitioner. Nếu họ dùng chữ sponsor là chữ thông thường thì mình thường hay nghe được, mình biết được. Nhưng nếu họ dùng từ khó hơn là chữ petitioner thì mình cần nghe được. Who was the petitioner for you to come to the US? Petitioner có nghĩa là người bảo lãnh, bằng nghĩa với từ sponsor. Họ có thể hỏi tiếp những thông tin về home country, về đất nước quê hương của chúng ta. What is your country of birth? Hoặc where was you born? Where was you born? Hoặc what is your country of birth? Mình nhớ date of birth có nghĩa là ngày sinh. Country of birth có nghĩa là nơi sinh. Thì là nơi sinh Việt Nam. Hoặc bạn sinh ra ở nước nào thì bạn trả lời nước đấy. What is your country of nationality? Hoặc what is your country of citizenship? What is your country of nationality? Hoặc what is your country of citizenship? Có nghĩa là quốc tịch hiện nay của bạn là quốc tịch gì? Thì mình sẽ trả lời cái quốc tịch hiện nay thường là Việt Nam. Mình trả lời Việt Nam. Chữ cần phải nghe nationality hoặc citizenship. Ok. Tiếp tục. Họ có thể hỏi một câu, what do you miss about your old country? Bạn nhớ điều gì về quốc gia cũ của bạn? Thì thông thường chúng ta hãy trả lời là I miss the food, tôi nhớ các món ăn. I miss the food, tôi nhớ các món ăn. Rồi giám khảo có thể hỏi tiếp những câu hỏi về phần exemption. Exemption có nghĩa là miễn thi. Miễn thi, exemption, miễn thi. Do you believe you should be exempt from the English test? Bạn có nghĩ là bạn nên được miễn thi tiếng Anh hay không? Mình trả lời, no ma'am hoặc no sir. Bởi vì mình đi thi là mình sẽ không miễn thi. Do you believe you should be exempt from the English test? No ma'am hoặc no sir. Mình nghe được chữ quan trọng là chữ exempt. Mọi người nha, khoan chữ vào, exempt, miễn thi. Tiếp tục này. Is there any reason why you should be exempt from the English test? Có bất kỳ một lý do gì mà bạn nên được miễn thi hay không? Is there any reason why you should be exempt from the test? Mình trả lời no ma'am. Nhưng mình cũng nghe chữ quan trọng nhất là chữ exempt. Tiếp tục, is there anything that will prevent you from demonstrating your knowledge of English? Có điều gì sẽ ngăn cản bạn chứng tỏ kiến thức về tiếng Anh hay không? Mình trả lời no ma'am hoặc no sir. Chữ quan trọng mình cần phải nghe là chữ prevent. Is there anything that will prevent you from demonstrating your knowledge of English? Mình nghe chữ prevent thì mình biết là họ đang hỏi về phần miễn thi. Thì mình trả lời no ma'am hoặc no sir. Are you requesting, chữ tiếp theo là câu này, are you requesting an accommodation because of your disability or impairment? Chữ mình nghe là chữ disability. Disability có nghĩa là những người nào bị disabled. Bị disabled có nghĩa là bị bệnh tật, bị khuyết tật thì sẽ được miễn thi. Vậy mình nghe chữ disability thì mình biết là họ đang hỏi về phần miễn thi. Thì mình sẽ trả lời no ma'am hoặc no sir. Are you requesting an accommodation because of your disability or impairment? Mình nghe disability, trả lời no ma'am hoặc no sir.
Tất cả những cái phần này là bài học về bài số 2. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Chúc tất cả các anh chị học tốt và hẹn gặp lại các anh chị ở buổi học lần sau.